Minh chào quý vị và các bạn theo dõi chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã đến thăm làm việc với Công an Thành phố Cần Thơ. Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Quỹ ban Quốc phòng và An ninh và các quỹ viên thường trực, quỹ viên chuyên trách Quỹ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Về phía thành phố Cần Thơ có đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, báo cáo kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 và kết quả triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật cảnh sát cơ động, công tác triển khai các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, kết quả công tác của công an cơ sở và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công tác quản lý máy bay không người lái, phương tiện thiết bị bay siêu nhẹ, vai trò của công an trong phòng không nhân dân Đến nay, thành phố không còn phường xã thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, có tất cả 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 công an phường được Bộ Công an công nhận kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ, trong đó có đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang nói chung và công an thành phố nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành ủy Cần Thơ tiếp tục quan tâm lãnh đạo quý ban nhân dân thành phố, công an thành phố thực hiện tốt quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những nội dung khác có liên quan đến tổ chức hoạt động, bảo đảm chính sách cho lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, pháp luật về phòng không nhân dân. dịp này thượng tướng trần quang phương đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho công an thành phố cần thơ và các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại công an thành phố. Sáng nay, ban tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thành phố Cần Thơ lần thứ hai năm 2024 tổ chức họp chuẩn bị lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp, cùng dự có các quỹ viên ban thường vụ thành ủy, thành viên ban chỉ đạo 35 thành phố. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ hai năm 2024 được phát động từ đầu tháng 3 năm 2024. Mặc dù thời gian phát động ngắn nhưng đã thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên với 2.074 tác phẩm, tăng 874 tác phẩm ở các thể loại so với năm trước. Tác phẩm dự thi được chọn lọc một bước từ cơ sở nên chất lượng cao khá đồng đều. Kết quả, ban giám khảo đã đề xuất ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng cho 55 tác phẩm ở các loại hình báo, gồm báo in, báo điện tử, tạp chí in, phát thanh, truyền hình, video clip, gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận thống nhất các nội dung nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho lễ trao giải thành công tốt đẹp. Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm dịp với trường Đại học Cần Thơ về công tác chuẩn bị đồng tổ chức diễn đàn quốc tế phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long SDMD 2024 cùng dự có ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Chủ đề diễn đàn quốc tế SDMD 2024 là công nghiệp quá, hiện đại quá, động lực cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long Diễn đàn dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp tại khách sạn Sheraton Cần Thơ với khoảng 400 đại biểu. Dự kiến nội dung là các báo cáo tham luận khoa học của các bộ ngành, tỉnh, thành, diện, trường, chuyên gia trong nước, quốc tế, doanh nghiệp, tập đoàn, tòa đàm bàn tròn cùng chuyên gia. Các nội dung khác đang chuẩn bị triển khai như xuất bản tạp chí khoa học số chuyên đề SDMD 2024, kỷ yếu SDMD 2024, Hai cuốn sách gồm cuốn Kinh tế xã hội và nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, đặc trưng đổi mới và phát triển. Cuốn Công nghệ kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long, các chương trình tập quấn ngắn hạn dân dân. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vào sáng nay, tiếp đoàn của luật sư Helen Grace Wangusa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc tế Action S Quốc tế, đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. ActionAid Act quốc tế là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo, làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid Act Việt Nam đã hoạt động khoảng 30 năm với các chương trình phát triển dài hạn ở nhiều khu vực. Riêng ở thành phố Cần Thơ, tổ chức ActionAid Act Việt Nam đã thực hiện dự án tập trung vào biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, hướng đến các đối tượng yếu thế như phụ nữ trẻ em và gia đình nghèo giúp họ thoát nghèo và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, tổ chức Action Ad Việt Nam đã hợp tác với Trường Đào Cần Thơ, triển khai dự án quản lý chất lượng nước mặn, có sự tham gia của cộng đồng tại đồng bằng sông Cửu Long và dự án nâng cao kiến thức về phòng chống quấy rối tình dục cho sinh viên. Tại đây, hai bên tiếp tục trao đổi một số nội dung quan tâm nghiên cứu hợp tác thời gian tới. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị quận Bình Thủy và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy vừa đến tiếp xúc cử tri tại bốn phường Bình Thủy, Thế An Đông, An Thới và Long Tuyền sau khi họp thường lệ giữa năm 2024. Cử tri các phường phấn khởi về những quyết sách đúng đắn cũng như giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh sau kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, hệ thống giao thông, các công trình dự án đã quy hoạch đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện còn chậm, vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế như chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở còn hạn chế, kiến nghị xem xét lại danh mục thuốc vật tư y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng chế độ ưu đãi hơn cần có giải pháp thúc đẩy tiến độ xây dựng sớm hoàn thành bệnh viện ung bướu Cần Thơ. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, quận và lãnh đạo quận Bình Thủy, các phường đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp trình các ngành các cấp trả lời thỏa đáng cho bà con cử tri vào sáng nay sở tài nguyên và môi trường thành phố cần thơ phối hợp cục kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc bộ tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường và nâng cao chất lượng công tác thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 là hết thời hạn 36 tháng kể từ ngày luật bảo vệ môi trường có hiệu lực để chủ các cơ sở đang hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Thực tế hiện nay, số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường tại Cần Thơ còn rất ít so với số lượng hồ sơ đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp phép trước đó. Hội thảo đã được ngành chức năng giới thiệu ba nội dung chủ yếu đó là phân loại các nhóm dự án về môi trường, các dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh miễn trang ký môi trường. Các quy định về cấp phép môi trường và kiểm tra thanh tra kiểm toán trong lĩnh vực môi trường. Trong hội thảo, đại diện các doanh nghiệp cũng đã trao đổi trực tiếp với các diễn giả về một số quy định pháp luật về quá trình thẩm định, phê duyệt, đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường. Những kinh nghiệm lưu ý trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Mới đây, Hội nông dân huyện Cờ Đỏ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 040506 của Hội nông dân Việt Nam và công tác hội 6 tháng đầu năm 2024. 5 năm qua, các cấp Hội nông dân huyện Cờ Đỏ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 3 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội. Hoạt động công tác hội và phong trào nông dân được duy trì phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, đã thành lập được 24 chi hội nghề nghiệp và 100 tổ hội nông dân nghề nghiệp với trên 1.830 thành viên. Các cấp hội đã kết nạp hơn 4.497 hội viên, nâng tổng số đến nay, quyện có 18.179 hội viên nông dân. Qua bình xét hàng năm, 100% cơ sở hội đạt dưỡng mạnh, đặc biệt đã khai thác có hiệu quả nguồn vốn 8,4 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hơn 934 lượt hội viên dây phát triển kinh tế. Dịp này có 15 tập thể và 15 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện 3 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7 về xây dựng Hội nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Đảng ủy xã Xuân Thắng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Xuân Thắng giai đoạn 2003-2025. Quyển lịch sử Đảng bộ xã Xuân Thắng giai đoạn 2003-2025 phản ánh một cách toàn diện quá trình xây dựng và phát triển của địa phương trên tất cả lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, ghi lại những thành tích của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong các phong trào cùng những thành tựu đạt được của Đảng bộ xã Xuân Thắng qua từng giai đoạn lịch sử. Nội dung sách gồm có lời giới thiệu, 3 chương, nội dung chính chia theo từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Như chương 1 xã Xuân Thắng phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 2003-2010, chương 2 xã Xuân Thắng xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo hướng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, chương 3 xã Xuân Thắng phát triển theo hướng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025 và các phần kết luận, phụ lục, hình ảnh tư liệu lịch sử minh họa. Quý vị thân mến, dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn đoạn từ Giàm Ba Rích đến Rạch Tầm Du giai đoạn 2 là công trình được triển khai xây dựng theo lệnh khẩn cấp tại quyết định số 57 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Cho đến nay, sau khoảng 4 tháng thi công thì công trình đã đạt trên 50% khối lượng. Giai đoạn 2 dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn, đoạn từ Dàm Ba Rít đến Đập Tầm Du, có chiều dài 2,2 km, bắt đầu từ kênh Thủy Lợi đến đối diện Rạch Ranh, nằm phía bờ phải sông Ô Môn hướng từ sông Hậu vào. Công trình được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2024 với tổng mức đầu tư 277 tỷ 600 triệu đồng do liên doanh Tổng Công ty 36, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 309 và Công ty Cổ phần Xây dựng Sơn Trang Thi Công. Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng chung đã đạt trên 50% biện pháp thi công lúc ban đầu là chúng ta phải thi công theo con nước do vậy là cái thời điểm chúng ta thi công là thứ nhất là rất là khó khăn thậm chí là chúng ta phải thi công cả vào ban đêm ban ngày ban đêm là chúng ta phải tranh thủ cứ theo con nước thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải làm thì cái việc này nhà thầu đã phải tăng cường rất là nhiều về mặt thiết bị này nhân lực này vật tư này là phải chia ca ra làm để đạt được cái thành quả như ngày hôm nay Do đây là công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra nên dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với chính quyền thành phố Cần Thơ, quận Ô Môn cũng như người dân sống tại khu vực. Hiểu được vấn đề trên, ngay khi dự án được phê duyệt, công tác giải phóng mặt bằng được chính quyền các cấp triển khai một cách quyết liệt. Đồng thời chủ đầu tư là chi cục thủy lợi và lãnh đạo thành phố cũng đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ để công trình sớm hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Chính quyền địa phương cũng như dự án công trình là hỗ trợ về cái mặt bằng kiến trúc để tạo điều kiện làm sao cho cái mặt bằng nó đảm bảo cho cái tiến độ thi công công trình thì đến giờ này thì người dân cũng rất là đồng tình và bà con cũng tạo hết sức mọi điều kiện cho công trình thi công và cái tiến độ công trình thì thực hiện khá là nhanh chóng đảm bảo về chất lượng tôi đề nghị các cái nhà thầu đó là phải tận dụng tối đa cái lợi thế về con nước về thời tiết để tranh thủ thi công cho nó đảm bảo được cái tiến độ trong cái trường hợp mà gặp khó khăn về cái giải pháp thi công thì cần thiết phải thay đổi cái giải pháp thì nhà thầu cũng kịp thời báo cáo với chủ đầu tư để trao đổi bàn bạc thống nhất tìm ra cái giải pháp mà tốt nhất và triển khai thi công xây lắp trong một cái điều kiện khó khăn nhất và cuối cùng mà phải đạt được cái kết quả đúng như cái tiến độ đã đề ra. Trước đó, giai đoạn 1 của dự án cũng đã hoàn thành trước Tết Nguyên đáng năm 2024. Những công trình dự án kè chống sạt lở không chỉ khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, mà qua đó còn mở ra một không gian hoàn toàn mới, tạo điều kiện nâng cao điều kiện sống cho người dân. Chính vì vậy, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tận dụng mọi điều kiện của thời tiết và thủy văn để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình đúng thời gian theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Xin được liên tục chương trình đoàn công tác Sở Công Thương thành phố Cần Thơ do các buổi làm việc với quận Ninh Kiều về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực công thương. Trên địa bàn quận Ninh Kiều hiện có 11 siêu thị, 16 chợ truyền thống, 87 cửa hàng tiện ích, Khoảng 25.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ và 1.195 cơ sở sản xuất công nghiệp khác nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, quận Ninh Kiều đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn được biết. Đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách phát triển quản lý chợ trên địa bàn quận Ninh Kiều năm 2024. Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm ô cốp quận Thốt Nốt vừa họp đánh giá và phân hạng các sản phẩm ô cốp trên địa bàn quận đợt 1 năm 2024. Theo đó, hội đồng đã đánh giá xếp hạng đối với 13 sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó 6 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng lại và 7 sản phẩm mới của hai chủ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Minh Đức Thành với các sản phẩm từ khô cá sấy và hộ kinh doanh khô cá lóc Hồng Trinh với sản phẩm khô cá lóc một nắng. Mỗi sản phẩm được bình xét đánh giá theo các tiêu chí, đặc điểm tình hình về sự ra đời của sản phẩm, sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị chất lượng sản phẩm. Kết quả có 12 sản phẩm được đánh giá xếp hạng bốn sao và một sản sản phẩm được đánh giá xếp hạng 3 sao. Theo thống kê, đến nay quận Thốt Nốt có 31 sản phẩm được thành phố đánh giá đạt chứng nhận ô cớp, trong đó có 17 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 14 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Ông Cao Văn Ngoan, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện, trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Vĩnh Thạnh, chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động quý 2 của ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Vĩnh Thạnh. Đến nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội của Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo phòng giao dịch thực hiện hoàn thành chỉ tiêu quy động vốn từ nguồn ngân sách quyện. Nguồn vốn quy động trong dân cư lũy kế đạt gần 61 tỷ đồng, doanh số cho dây đạt trên 62 tỷ đồng với 2.274 lượt hộ dây vốn, doanh số thu nợ đạt trên 49 tỷ đồng, tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng đạt hơn 531 tỷ đồng với 13.133 hộ dây vốn, tỷ lệ nợ quá hạn 0,24%, Tỷ lệ nợ khoanh 0,37%, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách quý 2, 11 trên 11 xã thị trấn loại tốt, chất lượng hoạt động quỹ thác các hội đoàn thể cấp xã 23 hội xếp loại khá, tăng 19 hội so với năm 2023, 22 hội xếp loại trung bình, giảm 19 hội so với năm 2023. Qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 67 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho 562 lao động, hỗ trợ vốn trang trải học tập cho 22 sinh viên mới, 1.616 hộ xây dựng và cải tạo 3.212 công trình nước sạch và vệ sinh. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Bình Thủy cũng vừa tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, quận Bình Thủy đã chuyển vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội quận với số tiền 2 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đạt 100% kế hoạch. Đến ngày 30 tháng 6, tổng vốn ủy thác địa phương gần 73 tỷ đồng, tăng hơn 9 tỷ đồng so với đầu năm, tổng dư nợ các chương trình cho vay trên 413 tỷ đồng với 7.794 hộ dây giống, chủ yếu là dây giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, nhà ở xã hội, nước sạch vệ sinh môi trường. Các chương trình tín dụng chính sách được đảm bảo đúng quy trình cho dây, đúng đối tượng, nguồn giống tín dụng chính sách được quản lý chặt chẽ. Các địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn công tác pháp chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 tham dự có đại diện các ban ngành doanh nghiệp ủy ban nhân dân quận quyện trên địa bàn thành phố Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai những điểm mới của Nghị định 59 năm 2024 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 34 năm 2016, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định 154 năm 2020. Theo đó, một số điểm mới của Nghị định như sửa đổi một số quy định về xây dựng chính sách và đánh giá tác động của chính sách, bãi bỏ điều 5, điều 8, điều 31, sửa đổi một số quy định về lấy ý kiến đề nghị dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Hai đại biểu còn được hướng dẫn về công tác xây dựng ra soát văn bản quy phạm pháp luật, triển khai nghị định số 56 năm 2024 của chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 55 năm 2011, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, trao đổi hướng dẫn về công tác xử lý văn bản, ra soát, cải cách thể chế. Hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn Phương Trang tổ chức hội thảo giải pháp thúc đẩy vận chuyển và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp của thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với sản lượng hàng triệu tấn nông sản, thủy sản, gia súc, gia cầm một năm. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi, bà con nông dân các hợp tác xã còn gặp khó trong hoạt động dân chuyển và phát triển thị trường. Tại hội thảo, đại diện tập đoàn Phương Trang giới thiệu một số giải pháp hiệu quả hợp lý nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong vận chuyển và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp của thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Hội Liên lạc chế người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ Lâm trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ ba nhiệm kỳ 2024-2029. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Cần Thơ có hơn 14.000 người, định cư ở 13 quốc gia và dùng lãnh thổ, trong đó có gần 70% ở các nước công nghiệp phát triển. Diễn dân khai mạc do giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn trình bày tại đại hội nêu bật thực hiện nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, hội tập hợp các cá nhân và tổ chức quan tâm đến công tác kiều bào, giới thiệu các chính sách của nhà nước liên quan đến kiều bào, cung cấp các thông tin về thành quả kinh tế xã hội, các chương trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ, Dân động kiều bào hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng đất nước, xây dựng thành phố. Đại hội giới mong muốn mỗi đại biểu với giới tinh thần trách nhiệm cao sẽ đề xuất nhiều giải pháp mới trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, huy động ngày càng nhiều kiều bào gắn bó với thành phố phát huy tiềm lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào hoạt động của hội đóng góp ngày càng nhiều vật chất tinh thần góp phần xây dựng quê hương thành phố Cần Thơ văn minh giàu đẹp. Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sáng nay, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khánh quận Ninh Kiều cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức chương trình phiên chợ hàng Việt Tại phiên chợ hàng Việt, ban tổ chức đã bố trí trưng bày khoảng 12 gian hàng với nhiều mặt hàng Việt được người dân ưa chuộng, thu hút nhiều lượt người đến tham quan mua sắm. Ban tổ chức cũng bố trí các quầy đổi rác lấy quà để cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đến tham quan mua sắm với giá không đồng. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 20 phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi phần trị giá 450.000 đồng. Nhân dịp năm học mới 2024-2025 sắp đến, Ngày 1 tháng 8, Hội Nông Dân Phường Trường Lạc của ông Môn tổ chức lễ trao quà cho các em học sinh là con em hội viên nông dân, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 100 phần quà mỗi phần trị giá 250.000 đồng gồm 3 lô tập, bộ dụng cụ học tập cho các em học sinh là con em hội viên nông dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đợt trao quà này, Hội Nông dân Phường Trường Lạc dẫn động được 10.000 quyển tập, 100 ba lô, 100 bộ dụng cụ học tập tổng trị giá 25 triệu đồng do Tổng Công ty Phát điện 2 và Quý Mạnh Thường Quân trên địa bàn Phường đóng góp. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân Phường Trường Lạc, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo ba đủ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em dẫn bước đến trường trong dịp đầu năm học mới sắp tới sau khi kết thúc một năm học, nhiều bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, hâm hở đến các miền quê để công hiến trí thức, sức trẻ, góp một phần để xây dựng quê hương đất nước. Trong chiến dịch mùa hè xanh năm nay, các chiến sĩ tình nguyện của trường Đào học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đã tiếp tục để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Tranh thủ ngày nắng đẹp, các chiến sĩ tình nguyện nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa, thay mới đèn chiếu sáng và phát quang dọc tuyến đường dẫn vào trường tiểu học Đông Thắng. Dù lao động chân tay, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ai cũng nhiệt tình, phấn khởi để hoàn thành sớm công trình. Trong quá trình tham gia hoạt động thì mặc dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng mà đoàn viên, sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ luôn cố gắng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được trải nghiệm cũng như là được học tập, học hỏi rất là nhiều điều. À, và thông qua đó thì chúng em sẽ có được thêm nhiều cái kinh nghiệm sống kỹ năng sống đây là lần thứ hai em đến với đông thắng cờ đỏ à, cảm xúc nó dẫn như lần đầu người dân ở đây vẫn rất là thân thiện và yêu thương tụi em chào đón tụi em nồng nhiệt nhờ vào sự yêu thương của người dân động lực tụi em càng muốn hỗ trợ giúp đỡ người dân phát triển xây dựng cái xã nông thôn mới hơn hàng năm các bạn tình nguyện viên của đoàn trường đại học kỹ thuật công nghệ cần thơ cũng mang lại rất nhiều cái nguồn lực về cho địa phương góp phần cho xã thực hiện cái năng chất cảnh quan môi trường cũng như góp phần năng chất cái thực việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao thì từ đó bà con cũng rất vui mừng và phấn khởi đây là năm thứ năm đội hình tình nguyện trường đại học kỹ thuật công nghệ cần thơ về với đông thắng nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực đã được triển khai gồm phát quang trồng 1.000 cây quỳnh anh gian tuyến đường dài 5 km sửa chữa điện, thay mới 50 bóng đèn trên 3 km đường liên ấp, vệ sinh chỉnh trang cảnh quan trường lớp, sơn sửa khu vui chơi cho trẻ em. Ngoài ra tổ chức hơn 10 buổi phổ cập kiến thức tinh học cho cán bộ các ấp, thăm tặng quà cho gia đình chính sách và 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Phối hợp của đoàn trường với xã thì nói chung là rất là thiết thực, Rồi cũng trân trọng cảm ơn cũng đoàn trường. Thì mỗi khi mà thanh niên về mà hỗ trợ cho địa phương á, thì đi tới đâu bà con rất là quan đồng tình ủng hộ tình cảm của địa phương mà đối với cái đoàn thanh niên của xã của trường qua các hoạt động này thì đoàn trường mong muốn là giáo dục đoàn viên sinh viên về truyền thống về tình yêu quê hương đất nước qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng phát huy sức trẻ của mình trong việc chung tay thực hiện các phần việc phục vụ cộng đồng trong một tuần lễ hơn 60 chiến sĩ tình nguyện đã được cùng ăn cùng ở cùng làm với những người dân chất phát cùng chúng niềm vui khi được góp sức trẻ cho cộng đồng để có những trải nghiệm bổ ích làm cho tuổi thanh xuân thêm ý nghĩa. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.